vị, vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải chính thức lên tiếng liên quan đến sự việc lô hàng có gắn tên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trên băng chuyền hành lý sân bay Tân Sơn Nhất đang gây xôn xao mạng xã hội. Số hàng này được vận chuyển trên máy bay VN7211 của Vietnam Airlines từ Nội Bài vào Tân Sơn Nhất chiều ngày 26 tháng 4 2021. Hình ảnh chụp các kiện hàng được cắt từ clip lan truyền trên mạng cho thấy vỏ bao bì hàng hóa là các thùng đựng rượu, đóng gói đúng quy cách khi gửi hàng bằng máy bay. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải khẳng định không có chuyện Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi các kiện hàng trên. Theo đại diện Bộ Giao thông Vận tải, người gửi các kiện hàng này là PKD, một nam nhân viên hợp đồng của Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải. Bước đầu tường trình của anh D có trình bày, vào sáng ngày 26 tháng 4, anh Dũng có liên hệ nhờ một số mối quan hệ công tác tại sân bay Nội Bài để gửi lô hàng có nhiều loại hàng hóa khác nhau cho bạn tại thành phố Hồ Chí Minh và người nhận có tên là Mạnh. Sau khi được làm các thủ tục tiếp nhận hàng hóa, nhân viên Dũng đã dán thông tin Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải lên các thùng hàng với suy nghĩ đơn giản, không lường trước được hậu quả với mục đích để được hỗ trợ chuyển hàng nhanh trong ngày và tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết hiện Bộ đã tạm đình chỉ công việc người này để làm rõ mục đích động cơ của hành vi. Sau khi có thông tin xác minh làm rõ và kết quả xử lý, Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục cung cấp thông tin tới báo chí.